Hello các bác. Vâng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Và em là Thanh Tùng nhá. Thì bây giờ là 8 giờ 3 phút rồi, em lại xin phép lên sóng báo giá cũng như trò chuyện tương tác với anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như trao đổi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng, địa chỉ Lam Trung Nam Sách Hải Dương. Anh chị quý vị nhà mình ai đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe đã qua sử dụng này. Khung tiền loanh quanh tầm 100 triệu đến 600 triệu. Nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line 0347701777 và 0343540099 để em tư vấn đấy nhá. Đây em xin phép để lại hai số line trên màn hình cho chị quý mình cùng tham khảo ạ. Ở hai số hotline thì em để màn hình rồi anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, em xin phép đi một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để cho gia đình mình có nhìn bao quát nhất về chợ bên em nhá. Đấy, mặt bằng rất là rộng này. Rất là nhiều đầu xe luôn để phục vụ nhà mình ạ. Vâng, chào bác Vũ Kiên vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Nhưng anh chị quý vị nào mà vừa hôm nay mới bắt đầu xem livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, em hoan hỉ lên cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Để không bỏ lỡ vào khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối nhá. Bên em vẫn livestream báo giá cũng như tương tác và trò chuyện gia đình nhà mình. Chào bác Tuyền Lương, chào bác Chảnh Bonsai, chào bác Vũ Kiên này, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày nay. Đây. Còn rất là nhiều đầu xe đấy nhá, để phục vụ gia đình nhà mình này. Đây, hôm nay nhà em có về một chiếc Kia Morning số tự động mới này. Đấy, tham khảo cho em chiếc này này, 205 triệu đồng này. Đấy, Lacetti này, hai đầu rất là nhiều đây. 150 triệu thôi, phục vụ nhu cầu tập lái của anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy. 7 chỗ hay 5 chỗ này, bán tải này. Đây em cứ xin phép đi hết một vòng. Đợi cả nhà mình vào cùng xem với Thanh Tùng cho nó vui ạ. Những ý kiến thắc mắc gì về xe cộ này cũng như giá cả hoặc là thủ tục mua bán ra sao, nhà mình cứ để lại comment dưới phần bình luận cho em. Em sẽ tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay nhá. Nếu mà có lỡ mà em chưa trả lời cho anh chị quý vị nào thì cứ nhắn tin qua fanpage cho em. Đấy. Để em trả lời gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Tuyền Lương ạ. Chúc bác một buổi tối chốt được nhiều xe. Vâng, cảm ơn bác Tuyền Lương rất là nhiều này. Chúc bác Tuyền Lương có buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những xe ưng ý đi nhá. Vios tầm 300 đời 16 17 à. Đấy, có Vios trên 300 đời 16 17 cho anh đấy nhá. Rồi em xem Vios làm đâu để tư vấn anh luôn này. Vâng, chào bác Vĩnh Đạp, chào bác Vĩnh Xe Đạp Cỏ này. Đây, chào bác Vũ Kiên này. Đây, Vios trên 300 này nhá. Anh tham khảo giùm em mẫu này này. Đấy. Toyota Vios 2018 đây. Đấy, anh tham khảo giùm em nhá. Động cơ 1.5 số sàn bản E nhá. Cược tiền gửi đến anh tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 420 triệu đồng. Đây. 420 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios bản E này ạ. Đấy. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2018, động cơ 1.5 số sàn. Đấy. La xăng đúc 4 bánh này, phanh đi ABS, chống bó cứng ở 4 bánh rồi. 420 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho chị quý vị nhà mình này. Đấy. Xe biển tư nhân chính chủ đây. Đấy, 34A này, 21221 đây. Máy số keo chỉ sơn si tôi lại zin 100% luôn. Khác xe mới là năm sản xuất rồi nhá. Khác xe mới là năm sản xuất thôi. Bao zin cho anh chị quý vị nhà mình đấy, phát điện được lỗi này tặng 10 triệu, bao test hãng trên toàn quốc gia đình mình ạ. Đấy, bác Vũ Kiên vừa vào xem buổi livestream này. Đấy, Vios trên 300 triệu đời 2016 2017. Tham khảo cho em chiếc Toyota Vios này ạ. Ok ạ. Vâng, có hoa sen anh chị quý vị nhà mình nhá. Chào bác Trinh Phạm Văn này. Chào bác Hảo Hảo Phạm Văn này, chào bác Đặng Tuyến này, chào bác Thống Đan. Chào bác Nguyễn Trọng Ngọc, chào toàn thể chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Cả nhà ngươi đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì em hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền, không mất bạc gì cả nhá. Để lan tỏa buổi livestream này nhiều hơn. Đấy. Để cho những anh chị quý vị nào mà đang băn khoăn, đang muốn tìm đến một kênh kinh doanh buôn bán những dòng xe đã qua sử dụng này, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Đấy. Uy tín tin cậy vô cùng luôn, cam kết mọi thứ trên văn bản, trên giấy tờ cho chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Kim Anh này. Chào bác Ngoan Thanh này, chào bác Trinh Phạm Văn, chào toàn thể quý vị mình.
Đây thì em xin phép bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, báo giá lần lượt những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối bên em. Chào các... vâng, bác Nguyễn Quang Vinh, Vios à? Đây, có Vios anh nhá. Đây, anh tham khảo dùm em một vài mẫu Vios hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, trước máy của em đây nhá, đây, chiếc Vios màu đen này, Toyota Vios đời 2010, động cơ 1.4 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Với cửa tiền tham khảo anh chị quý vị nhà mình 200 triệu đồng tròn nhá. 200 triệu đồng tròn cho chiếc Toyota Vios đời 2010. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp này. Vô lăng 3 chấu tích hợp tư khiên toàn trên vô lăng. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, la răng đúc tăm 4 bánh này. Đấy. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Cơ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 200 triệu đồng tròn đây. Để mình tham khảo dùm em một mẫu Toyota Vios này. Đây, em xin báo giá những đầu Toyota Vios hiện đang có bên em này. 2010, 200 triệu đồng. Đấy, tham khảo dùm em trước này anh ơi. Đấy, bác Quang Vinh ơi, tiếp tục cái Vios cho bác tham khảo nhá. Toyota Vios bản E 2010, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy. La xăng đúc 4 bánh lốp lát còn mới còn đẹp này. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Cơ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ nhá. Tham khảo giúp em chiếc này đi anh Quang Vinh ơi. Ok chào anh Đức Anh ạ. Đấy. Màu đen rất đẹp đây. Một dòng xe gọi là quốc dân 5 chỗ này. Máy số điện đóm thì dễ bảo trì bảo dưỡng, vô cùng lành luôn. Đời cao chút, ok anh. Rồi cao chút đây, anh tham khảo rồi trước này anh Quang Vinh ơi. Toyota Vios bản E 2018 này. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây. 4 mùa không ngập lụt đây. Nhìn cái biển thôi đã thấy đẹp này. Đấy, mãi nhất, mãi mãi nhất nhá. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn xi nhá. Cột kèo thì còn zin. Đấy. Khác xe mới là mỗi năm sản xuất thôi. Đấy, khác xe mới là mỗi năm sản xuất thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp láp thì mới cả dàn này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm còn dài, miên man luôn. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Cờ tiền đăng sao bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 420 triệu đồng cho anh Quang Vinh nhá. Đấy, anh đang tham khảo dòng Toyota Vios đời cao này. Tham khảo dùm chiếc này. Đấy. Bao test hãng trên toàn quốc này, phát hiện ra lỗi này. Phát hiện ra lỗi tặng ngay 10 triệu cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Toyota Vios 2018 bản E. Xe gia đình, tư nhân chính chủ Hải Dương. Vâng, anh Quang Vinh mà có quan tâm đến mẫu này rồi này. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, để em gửi những hình ảnh video review chi tiết nhất con này cho anh tham khảo nhé. Vâng, chào bác Hải, Hải Nguyễn Hải, chào bác Thành Luân IB này, chào bác Hoàng Quốc Hải này, chào bác Lê Hải, chào bác Đỗ Tới. Chào Hoàng Khiêm, con sò bắc bên cạnh bao nhiêu tiền anh ơi? Ok, chào bác Hoàng Khiêm ạ. Cảm ơn comment bác Hoàng Khiêm nhất. Đây, con sò bắc đâu nhỉ? À đây rồi, con sò bắc trắng này. Đây, em tư vấn anh luôn này. Cả nhà mình đang quan tâm dòng nào nhé, quan tâm mẫu nào, để lại bình luận, để lại comment đi. Tư vấn ưu tiên với anh chị quý vị nào mà để lại comment trước này. Đây, CS sò bắc đời 2010 này. Đấy, động cơ 0.8 số sàn. Đăng ký 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 32 Hà Nội phố đây. Cờ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 95 triệu đồng nhé. Đấy, 95 triệu đồng cho chiếc Chevrolet sở bắc trước máy của em đây ạ. La răng đúc, lốp láp đẹp đấy. Sơn xi, máy số keo chỉ chất. Động cơ 0.8 ăn xăng như người thôi. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, nội thất bên trong đẹp chưa gia đình ơi? Rất đẹp luôn. Đấy, anh ho Hoàng Kim này, đấy, tham khảo giúp em chiếc này nhá. 95 triệu đồng này. Có hình ảnh và video chi tiết của con này rồi nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage của em đi. Đấy, anh em mình thương lượng giá cả nữa. Nếu mà ok là xong thôi. À, bác tá bé, alo. Bác em tìm gãy sắt xi bổ máy. À, ok anh ơi. Những dòng xe bên em này bán ra thị trường này, cam kết đến tay người tiêu dùng này, không đâm trụng, không va chạm, không thủy kết cập nước nhá. Nếu mà bác đang tìm những dòng đấy thì bên em không có nhá bác nhá. Ok bác ạ. Chào bác Nguyễn Công Dũng này, có bán tải máy dầu không? Bán tải máy dầu bên em có anh Công Dũng ơi. Ok, con này nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này.
nhỏ nhỏ xinh xinh này đấy, rất dễ đi dễ lái nhá. Mua cho các chị đi cũng hợp lý này, màu sơn thì cũng đẹp này. Y12 15 bản đủ một đầu giá bao nhiêu bác? Vâng bác ơi. Nhật Đài này, vâng chào bác Thanh Ngoan, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Em sẽ trả lời từng những thắc mắc của gia đình nhà mình này. Đấy, Y10 bản đủ đúng không? Một đầu 215. Y10 một đầu bản đủ 215 thì bên em không có nhá. Nhưng có sát đời này 2014 này, anh tham khảo giùm em này. Đấy, Y10 bản đủ 2014 tư nhân chính chủ ở Hà Nội đây. Đấy, anh tham khảo giùm em này. Với cửa tiền gửi đến bác là 245 triệu đồng nhá, 245 triệu đồng. Đấy, cho chiếc này nhá. Vâng, anh Tiến Đạt này. Đấy. Con này 95 triệu đồng rẻ vãi, quan trọng chất lượng. Cam kết với anh nhá, máy số keo chỉ thì còn chất này đấy. Rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, tiếp tục để trả lời câu hỏi của anh đến quan tâm Y10 một đầu bản đủ này. Đời 2014, động cơ 1.0 số sàn, nhập ấn nguyên chiếc. Đấy. Máy số keo chỉ này, cột keo thì còn zin. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh hành đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương. Gương kính cụp xe điện này, đăng kiểm còn 1 năm nữa nhá. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Đấy. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, vô lăng túi khí. Đấy, có đề lộc sở tốt tốt nhá. 245 triệu đồng cho Y10 đời 2014 bản đủ tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương này. Có Innova không bác Chảnh Bonsai? Có Innova bác ơi. Đấy, anh Tiến Đạt quan tâm sâu này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi, để em tư vấn thêm cho anh nhé. Cam kết với anh là gửi đến những sản phẩm chất lượng nhất từ chợ ô tô đầu mối Hải Dương đến tay người tiêu dùng này. La chất đi Cedric có công suất, có La chất đi Cedric nhá. Nhà mình cứ giữ máy đi, cứ giữ máy đi theo máy quay của em buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, xem cùng nhau đi, lan tỏa đi cho nó vui vẻ đi gia đình ơi. Ok vậy là Y10 xong rồi đúng không này. Đấy, có bán tải máy dầu không này. Đấy, tiếp tục trả lời câu hỏi có bán tải máy dầu không này. Cứ để lại bình luận đi, em sẽ trả lời hết những thắc mắc của anh chị quý vị nhà mình ạ. Bán tải máy dầu đây, Ford Anger 2013, đăng ký là bánh năm 2014 này. Ok bác Chảnh Văn Sai, đợi em một xíu nhá, có Innova cho bác nhá. Đây Ford Anger đây, 2013, đăng ký là bánh năm 2014, động cơ 2.2, hai cầu máy dầu. Đấy, nhập thái nguyên chiếc, đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Bản đủ XNT full kịch nhá. La răng đúc có phanh đĩa ABS này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển chân vô lăng, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều đấy. Đấy, nội thất bên trong đây, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Vua bán tải Ford Anger đây, siêu trường siêu trọng này, phù hợp với anh chị quý vị nào kinh doanh này, cần chở hàng hóa này. Đấy, mà kết hợp đi gia đình nhá. Tham khảo cho em chiếc này đi. Bác ở Hoàng Quốc Tuấn, có em cầm cao là khoảng 600 triệu không? Có anh ơi, có cầm cao khoảng 600 triệu nhá. Chào bác Phạm Ngọc này. Có con nào bản đủ Y10 xem nhé. Đây, Y10 bản đủ đây, 240 triệu này. Đấy, tư nhân chính chủ Hà Nội này, tham khảo giùm em này. Bản đủ nhá, full kịch nhá. Đấy, tiếp tục bản đủ này, 245 triệu này. Đấy, Y10 bản đủ full kịch này. Con này thì đấy cũng tư nhân chính chủ Hà Nội đây. Con 34 này là Y10 bản đủ bản, à con này bản tiêu chuẩn nhá. Con này thì 195 triệu đồng này. Đấy, con này cũng bản đủ full kịch đây. Đấy, bác Đinh Bá Vương cũng đang quan tâm dòng Hyundai Grand Y10 bản đủ nhá, bên em rất là nhiều luôn. Đấy, có 7 đầu các anh ạ. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em tư vấn thêm cho anh nhá. Đồng giá cho Y10 bản đủ của em hôm nay là 245 triệu đồng. Còn bớt sâu hơn nữa cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, Innova này, có Accent 18-0. Anh Tiến Đạt ơi, ASEAN 2018 thì tạm thời em chưa có nhá. Đây, anh nào anh Chảnh Bonsai anh đang quan tâm Innova này. Đây, để em tư vấn lần lượt những câu hỏi anh chị quý vị mình nhá. Innova tạm thời bên em có 2 chiếc này. Đấy, tham khảo em chiếc 207 trước đi. Innova 207 này, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, đăng ký 8 chỗ ngồi này, dòng vua bán tải, à dòng vua 7 chỗ đây. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này, ăn từ 8 lít đến 9 lít trên 100 km này. Con này là bản Z nhá, bản tiêu chuẩn này, nhưng được độ la răng đúc này. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, anh Chảnh Bonsai ơi, anh đang quan tâm Innova, tham khảo mẫu bản Z này. Bên em còn một mẫu bản G 2018 nữa, với cửa tiền 265 triệu đồng. Đấy, con đấy thì hôm nay tạm thời đi công vụ mất rồi. Anh Chảnh Bonsai nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, để em gửi
gửi hình ảnh và chi hình ảnh và video chi tiết của con Innova 2008 nhá. Con đấy màu xám bạc này, đấy máy số keo chỉ sơn si thì còn di 100% luôn. Có con Mazda 6 2016 không anh? Tiếc quá anh Quang ơi. Mazda 6 2016 thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của Châu Ô tô Đầu Mối Hải Dương. Để lại cho em số điện thoại ở phần tin nhắn của fanpage đi. Lao vào về đầu Mazda 6 2016 là thì em sẽ gọi cho anh luôn này. Có Hyundai i10 khoảng 200 triệu không anh? Cho mình xem với Bắc Mong Nguyệt này. i10 Hyundai tầm 200 triệu có anh nhá. À có bác nhá. Đây. Để em chưa máy quay đâu. Đây. Hyundai i10 này đấy. Ok các chảnh văn sai nhá. Sau buổi live stream này em sẽ nhắn tin trực tiếp cho các bác này. i10 bản tiêu chuẩn đây, 195 triệu đồng đây. Tham khảo dưới em mẫu này nhá. Đấy, lanh quanh 200 triệu đồng cho anh chị quý mình cùng tham khảo đấy ạ. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký và lăn bánh năm 2016 này. Động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi, nước sơn màu bạc, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không có lụt. 195 triệu đồng cho anh chị quý mình đang quan tâm này. Đấy. Các bác đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào cứ để lại bình luận, để lại comment đi. Bác Nguyễn Trung Innova 2017 2018 có không? Ôi tiếc quá bác Nguyễn Trung ơi, Innova 2017 này, 2018 thì tạm thời bên em chưa có chiếc nào anh ạ. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương đi ạ. Lao một con đầu Innova 2017 hoặc 2018 nào em sẽ liên hệ cho anh ngay luôn nhá anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Có bản G anh Trần Văn Việt nhá. Đây, bác nào mà vừa hỏi một chiếc nào mà cầm cao máy thoáng này, đấy loanh quanh 600 triệu này, tham khảo giúp em chiếc này anh ơi. Mitsubishi Outlander đây, một chiếc SUV cầm cao máy thoáng 5 chỗ gửi đến gia đình nhà mình ạ. Cửa tiền là 575 triệu đồng. Con này thì có hỗ trợ trả góp này, có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm nhá. Đấy. Thủ tục trả góp thì bên em sẽ lo lắng cho anh chị quý vị mình này. Làm sao cho gia đình mình có một cách nhanh nhất để có xe đi nhá. Xe thì mang nước sơn màu xám bạc. Đây, động cơ 2.0 số động, la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, vô cùng hiện đại đây. Chiếc này thì nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản Mitsubishi Outlander. Phân khúc gầm cao máy thoáng cho anh chị quý mình cùng tham khảo đấy ạ. Vâng, chào bác Phạm Văn Biểu này, chào bác Mạnh Cường, chào bác Đèn Lang, chào bác Nguyễn Đình Khánh, chào bác Nhật Hoàng. Đấy, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, cho em gửi lời chúc sức khỏe đến đại gia đình mình nhá. Đấy. Cho xem La Setti biển 98 Bắc Giang ở đâu để em xem con Setti biển 98 Bắc Giang nào nhá. Anh chị quý vị mình quê hương 98 Bắc Giang đâu. Đấy, để cùng tham khảo em là cho em xin một cánh tay đi đại gia đình ơi. Chào bác Phạm Phương Trinh này. Chào lại, vâng ok, chào anh Khúc Văn Công nhá. Anh Khúc Văn Công đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin mấy lượt chia sẻ đấy anh Khúc Văn Công ơi. Đây La Setti đây, rất nhiều La Setti cho nhà mình cùng quan sát này. La Setti 98 cũng có này, La Setti 34 cũng có này, 73 cũng có này. Nhà mình cùng tham khảo với em nhá. Vâng, chiếc máy của em đây, chiếc La Setti biển 98 Bắc Giang này, tư nhân chính chủ này. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B mà chỉ có 155 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp này. Nội thất ghế da màu be này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Cơ tiền gửi chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng. Tham khảo dùm em này. Đấy, tham khảo dùm em một chiếc này. Tiếp tục với La Setti này. La Setti 207 động cơ 1.5 số sàn, 140 triệu đồng cho chị quý vị mình cùng quan tâm ạ. Vâng, chào bác ạ. Thăng Phạm có i10 2016 không? i10 2016 thì bên em chưa có, nhưng i10 bên em có đang có 2014 này, 2015 nhá. Có một chiếc 2016 này, em xin lỗi ạ. Có một chiếc 2016 bản tiêu chuẩn này, anh giữ máy đi. Em giới thiệu cho gia đình mình mấy chiếc ở góc này này, rồi em sẽ quay ra i10 2016 cho anh nhá. Có anh ơi, ok anh. Đây anh theo dõi lốt cho em ba chiếc này đi, cùng cả nhà mình đi, hoan hỉ lên. Theo dõi cùng em đi. Đấy, rồi em sẽ ra chiếc 2016 rồi mình cùng tham khảo nhá. Có Daewoo lá lốt nhá, rất nhiều Daewoo lá lốt rồi đấy. Đấy, bác Hoàng Đức Hợp cứ
theo dõi buổi livestream đi, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi bác Hoàng Đức Hợp ơi. Đây La Chetti 2007 đây. Động cơ 1.6 số sàn. Đấy. 5 chỗ ngồi này, đấy cửa tiền gửi chị quý vị nhà mình là 140 triệu này. Bán tải có hỗ trợ trả góp không em? Bán tải có hỗ trợ trả góp anh Phạm bác Phạm Phương Trinh nhá, có hỗ trợ trả góp ạ. Vâng. Có Vivan nhá, có Vivan luôn gia đình ạ. Đây, ngay cạnh đây có Vivan đây. Vivan T 2008 à 2009 nhá. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 186 triệu đồng. Đấy. Máy số này, keo chỉ sơn si còn zin này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều đây. La răng đúc lốp láp đẹp gầm bệ chắc chắn không bục mọt, đăng kiểm còn dài. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi ạ. Bác Tác Dương có Camry đời cao không? Camry đời cao này tạm thời bên em chưa có nhá. Anh cho em xin bác cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào mà có thì em sẽ liên hệ bác luôn ạ. Đây em xin giới thiệu. Ok bác Hoàng Đức Hợp, chốt lời Phan Thiết nhá. Ok bác Hoàng Đức Hợp, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Cả nhà ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, nay bữa cuối tháng này giảm giá kịch sàn cho anh chị quý vị quan tâm nhá. Giảm giá làm sao mà giảm giá làm sao cho nhà mình quan tâm luôn được ạ. Có bán tải không? Có bán tải nhá. Đây, tiếp theo đây, Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng này. Ok, 175 chốt bác Hoàng Đức Hợp này. Nhắn tin qua fanpage em đi bác Hoàng Đức Hợp ơi. Nhá. Nhà mình ai đang tham khảo một dòng 5 chỗ quốc dân này. Máy số điện đóm đi lành này, tham khảo rồi em chiếc Toyota Vios này đi. 195 triệu đồng thôi, giá còn bớt còn tương đương cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây bác là vừa hỏi bán tải này. Đây. Bác là vừa hỏi bán tải đây. Tham khảo giúp em chiếc bán tải nhá. Đấy. Forger 2 cầu máy dầu 2013. Đăng ký và làm bánh năm 2014 này. 2.0 đây. À 2.2 2 cầu máy dầu này. Nhập thái nguyên chiếc nhá. Chiếc này bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình với cửa tiền là 410 triệu đồng nhá. Đấy bác nào đang quan tâm bán tải nhá, tham khảo giúp em mẫu này đi gia đình ạ. Vâng, vừa bác anh nào vừa ạ? Bác nào vừa mới quan tâm i10 2016 à? Đây, i10 2016 đây. Đây nhá, tham khảo giúp em trước cái này đây. i10 2015 này, đấy. Tham khảo trước cho em biết i10 2015 đó. i10 2 đầu sedan 2015. Đấy, nước sơn màu trắng rất đẹp đây, biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Nội thất ghế da này. Cờ tiền gửi chị quý vị nhà mình 245 triệu đồng này nhá, cho chiếc i10 2015 này ạ. Đây i10 2016 đây. Ok anh ơi, anh Lê Khôi đây, i10 2016 đây ạ. i10 2016 đây, nhà mình tham khảo rồi với em nhá. 245 triệu đồng này, đấy. La răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất này. Cái cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đây. 240 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, i10 hatchback 1 đầu 2016 ạ. Kia Morning đi anh 2016 2017. Ok Lê Khôi này, cho xe lại bán tại. Ok bác. Kia Morning 2016 2017 đây. Có một chiếc 2016 cho bác Lê Khôi đang quan tâm này. Kia Morning màu trắng, bản SD bản đủ phun kịch 2016. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Đấy, một dòng xe gọi là bền bỉ, tiết kiệm nguyên liệu, vô cùng là lành luôn. Đấy. 255 triệu đồng đã được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. La răng đúc phay 4 bánh, lốp láp thì liền đời. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ đi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. 255 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy. Anh Lê Khôi đang quan tâm đến dòng Morning 2016 này. Tham khảo cho em chiếc này nhá, tham khảo trước em chiếc này đi. Vâng, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Để ủng hộ em hãy cho em xin một lượt like cũng như lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi gia đình ơi. Không mất tiền không vào gì cả. Cảm ơn chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Vâng, bác Phạm Phương Trinh cho xem lại bán tải. Ok, hôm nay rất là nhiều anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng bán tải này. Hãy em quay lại một lần nữa nhá.
Đây, chiếc Forger 2 cầu máy dầu động cơ 2.2 số sàn đây. 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Đang được bán cho ô tô đầu mối Hải Dương bên em với cửa tiền là 410 triệu đồng nhá. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Trước này thì bên em có hỗ trợ trả góp đấy, tạo điều kiện hết cỡ cho anh chị quý vị mình mua xe đây. Là giang đúc lốp náp đẹp này, có phanh đĩa ABS, nội thất ghế da, điều hòa lao lạnh hai chiều auto nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 410 triệu đồng cho gia đình mình ạ. Đấy, Forger 2 cầu máy dầu. Bản XLT bản đổ màu trắng đây, tham khảo giùm em đi gia đình mình ơi. Đấy. Bác Phạm Phương Trinh mình đang quan tâm đến chiếc Forger nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em. Em tư vấn riêng cho bác nhá, bác Phạm Phương Trinh nhá. Cảm ơn tất cả những bình luận này, những ý kiến gia đình mình ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Đấy thì ngoài hỗ trợ trả góp nhá, bên em thì có hỗ trợ ship xe cho anh chị quý vị mình. Ship xe trong vòng 100 km thì miễn phí cho toàn thể anh chị quý vị ạ. Vâng, chào bác Quy Trương Quang này. Chào bác Anh Quang, chào bác Út Lê, chào bác Thái Nguyễn Hưng. Chào bác Tôi Nguyễn Văn à, đúng rồi. Chào tất cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày đây. Chào bác Ngân Bùi này. Đấy, cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe đại gia đình nhà mình. Chúc gia đình có một buổi tối vui vẻ này qua bước sóng livestream ngày hôm nay. Thì chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung ạ. Đây thì em xin phép nhá. Đấy, trả lời những câu hỏi anh chị quý vị rồi. Thì em xin phép này, báo giá lần lượt những đầu sản phẩm hiện đang có bên em này. Kia Morning 2010 màu trắng 155 triệu đồng. Cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Một dòng tập lái nhỏ gọn, tiết kiệm liệu, động cơ 1.0 số sàn. Đăng kiểm đăng ký còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhé. 150 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà quan tâm ạ. Đấy, màu sơn rất là đẹp này, màu sơn màu trắng ngà này. La dáng đúc lốp náp đẹp này. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng nhu cầu của bản thân cũng như gia đình nhá. Vâng, nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, hoan hỉ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc cái đâu. Và để bước sóng livestream ngày hôm nay được lan tỏa nhiều hơn nhá. Lượt chia sẻ này, lượt like, lượt thả tim càng nhiều này, lấy làm động lực để em bớt cho anh chị quý vị nhà mình này. Bớt làm sao mà những bác quan tâm những dòng xe tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương mua được xe thôi ạ. Vâng, chào bác Đông Quang này, chào bác Anh Quang, chào bác Nguyễn Văn Thuận, chào bác Trường Trần, chào bác Nguyễn Trương, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương người ta ạ. Cạnh chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây, 2016 này, Kia Morning, đấy, bản tiêu chuẩn gửi đến gia đình nhá. Xe thì được trang bị la xăng đúc 4 bánh, lốp đá thì còn mới này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí của anh chị quý vị mình. 200 triệu đồng tròn. Giá còn bớt còn thương lượng thêm này. Đấy. Chiếc này thì hồ sơ đã cầm tay rồi nhá. Thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày cho gia đình mình thôi. 200 triệu đồng. Đấy, em xin review từ trái qua phải mà từ phải qua trái để mình cùng quan sát ạ. Lacetti 208 động cơ 1.6 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, biển 30 đây, 30 Hà Nội phố ấy nhá. La răng đúc này, đấy, lốp láp đẹp sơn si chất, máy số keo chỉ còn zin. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 150 triệu đồng, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy. Tập lái để tránh mưa tránh nắng, di chuyển để gặp gỡ bạn bè thì vô cùng hợp lý thôi. Đấy, có hơn 150 triệu một chút thôi, 150 triệu tròn nhá. Còn bớt còn thương lượng thêm gia đình mình ạ. Chào bác Quang Đông, chào bác Đỗ Thái này, chào bác Đặng Văn Kiên. Chào cả gia đình mình ạ. Đấy, như bác nào ở xa mà qua bước sóng này nhỉ, muốn tìm được mình chiếc xe nhá. Bên em có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe gia đình mình ạ. Nhà mình đây đang quan tâm với dòng Grand Tra nhá, đây. Grand Tra số tự động 2010 mà chỉ có 210 triệu đồng thôi. Đấy, động cơ 1.6 số tự động, máy số keo chỉ này. Đấy, máy số keo chỉ, cột keo còn zin. La răng đúc lốp láp đẹp, đăng kiểm còn rất là dài. Tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh hai chiều này. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình 210 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý mình quan tâm. Vô lăng 3, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đài màn hình theo xe nhá. Táp lô vô cùng đẹp luôn, không khoan đục, không dịch vụ taxi. 210 triệu đồng cho cả gia đình nhà mình ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe nữa này. Vô cùng đẹp, vô cùng hợp lý, gia đình nhà mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Grand i10 2008 đây. Gửi đến gia đình nhà mình chỉ có 135 triệu đồng thôi.
Đấy, tư nhân chính chủ 29A Hà Đại Phố. Đấy, la răng đúc lớp láp đẹp sơn si chất. Máy số keo chỉ zin, xin nhan trên sườn xe này. Đấy. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. 135 triệu đồng, giá còn bớt được thêm nhá. Đấy, giá còn bớt được thêm này. Tất cả những mức giá bên em đưa ra này, đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn tham khảo được cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, làm sao mà cho giá cả cách hợp lý nhất này, để người mua hợp lý mà người bán thì cũng có lãi. Đấy, hợp lý cả hai bên nhá. Cam kết anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Mạnh Nguyễn Tiền, chào bác Mùi Nguyên Văn, chào bác Đông Quang, chào bác Thái Đỗ, chào bác Hùng Mộc Lê Hùng, chào bác Nguyễn Trương. Chào tất cả những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của cho ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cảm ơn anh chị quý vị mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối quen thuộc. Đấy, hướng theo màn hình nhỏ đây để theo dõi những buổi livestream của em. Cảm ơn rất là nhiều ạ. 2016 Kia Morning 1.25 số sàn 4 máy. Tiết kiệm nguyên liệu, nhỏ gọn. Điện đóm máy số thì còn điện đóm máy số thì dễ bảo trì. Đây, côn số ngọt ngào. 215 triệu đồng gửi đến đại gia đình mình nhá. Tham khảo dùm em đi. Một dòng xe quốc dân nhỏ gọn đây. Anh đi cũng đẹp mà chị đi cũng xinh đây. Nước sơn ở bé rất là ngộ nghĩnh luôn. Đăng kiểm thì còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. 215 triệu đồng. Đấy, form dáng mới 2016. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 215 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ gia đình mình đang quan tâm này. Em xin review hết những đầu xe đang có ngày hôm nay để mình cùng tham khảo thêm này. La Chetti 208 đăng ký và bánh năm 2010. 140 triệu đồng, sedan hai đầu phân khúc hàng B. Đấy, nhà mình ai mà đang muốn chọn cho mình một chiếc sedan hai đầu này. Màu đen rất đẹp luôn. Đấy. La răng đúc lốp náp đẹp, nội thất thơm tho. Mang về sẵn đi, sẵn di chuyển thôi. Đấy, sẵn phục vụ nhu cầu đấy ạ. 140 triệu đồng gửi đến gia đình mình này. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Đấy, giá rẻ này còn bao rút hồ sơ đấy. Chào bác An Quang, chào bác Lường Thiết này, chào bác Bùi Đình, chào bác Anh Ngọc, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vừa là khá là nhiều mẫu số sàn này này. Đấy. Tiếp theo đây, giới thiệu gia đình nhà mình này. Lanh quanh 200 triệu này, 220 triệu đồng. Đấy. 1.2 số tự động Gentalic nhập Hàn nguyên chiếc 2010. Đấy, nước sơn màu đỏ đuôi rất đẹp đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng cả chiều. Biển tư nhân chính chủ 34 Chí Linh đây, 34 Chí Linh Hải Dương, 4 mùa không lụt này. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa ABS này, xin nhan trên sườn xe nhá. Đấy, có option cửa sổ lóc này. Option cửa sổ lóc vô cùng hiện đại, vô cùng là trẻ trung. Động cơ có 1.2 số động thôi, rất dễ là đi này. Màu sơn đỏ thì phù hợp nhưng bác nào mệnh hỏa được những chị gái nào rất là đẹp luôn. Màn hình OLED cỡ lớn này. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn và cái nút điều khiển trên vô lăng. 220 triệu đồng cho nhà mình cùng tham khảo nhé. Cạnh mẫu Gentalic 2010 rồi. Tiếp theo đây, này, nhà mình tham khảo dùm em này. Với tầm tiền 400 triệu đồng này, nhích 400 triệu đồng một chút thôi. 405 triệu đồng. Đây, cho chiếc Kia Rio đấy, đời 2015 nhưng đăng ký và lăn bánh tận năm 2018 cơ. La răng đúc theo xe lốp láp đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này. Máy số keo chỉ sơn si cột kèo còn zin. Cầm bệ thì chắc chắn này. Biển 14A đây, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đất cảng đấy ạ. Đấy. Thân vỏ thì liền lạc này. Cam kết anh chị quý vị nhà mình này, không đâm đụng, không va chạm nhé. Bao test hãng cho gia đình mình ạ. Bao test hãng, phát hiện lỗi tặng ngay 10 triệu. Đăng kiểm thì còn khá là dài. Đấy. Phí đăng kiểm đường bộ thì còn đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da theo xe nhé, 405 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ và hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc gọi là hoa khôi hoa hậu của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Tham khảo dùm em đi anh chị quý vị nhà mình ơi. 125 người đang xem này, 128 người rồi. Hoan hỉ lên, mỗi bác cho em xin 1, 2 hoặc 3 được chia sẻ thôi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream hơn. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Rồi, tiếp tục báo giá như đầu sản phẩm nhé. Chia sẻ nhau lên cho em một xíu gia đình ơi, làm động lực cho em đi gia đình ơi. Chào bác Đặng Bá Học, chào bác Hoàng Quốc Hải, chào bác Nguyễn Hảo Hạo Minh, chào bác Long Cao, chào bác Thái Tô Ly, chào đại gia đình mình ạ. 2016 Kia Morning màu vàng, 200 triệu đồng tròn, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình nhìn này. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp láp đẹp,
máy số, keo chỉ thì còn zin. Đấy, sơn si liền lạc này. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da hai màu tông đen đỏ, màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ nhu cầu gia đình của mình từ nghe nhạc xem phim nhá. Đấy, 200 triệu đồng tròn. Đấy, bao rút hồ sơ này. Trước này thì bên em hồ sơ đã cầm tay rồi này, nhưng thủ tục mà sang tên bấm biển đổi chủ mới cho anh chị quý vị mình trong vòng lốt nhạc thôi. 200 triệu đồng tròn Kia Morning 2016 nhá. Vâng, cả nhà ơi, ai hôm nay vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, hãy cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi đi. Đấy, để không bỏ lỡ những buổi livestream tiếp theo bên em ạ. Chào bác Chiến Giáp, có xe 7 chỗ nào tầm 200, tầm 300 không? 7 chỗ tầm 300 thì bên em đang có một chiếc Innova nhá, một chiếc Innova 2008 này đấy, đăng ký là bánh năm 2010 bản G, 265 triệu đồng. Đấy. Chiếc đấy thì hôm nay bên em tạm thời đi công vụ một xíu, có tí việc nhá. Anh Chiến Giáp mà quan tâm chiếc 7 chỗ Innova 2008 này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh video review chi tiết nhất của đấy ạ. Vâng, chào Đức Ban, chào Xuân Hòa, chào Võ Lưu, chào bác Đỗ Thái, chào bác anh Ngọc, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây, nhà mình cùng theo dõi tiếp em những đầu xe bên em đang bày bán nhá. Gentech 2010 đăng ký là bánh năm 2012, nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.2 số tự động này. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng một chiếc xe nhập hàn số tự động, động cơ 1.2. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh này, lốp lát thì còn đẹp, có trang bị option cửa số lốp trên cao này, sấy gương sấy kính thì đủ cả rồi. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng. Cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 235 triệu đồng ạ. Đấy, rất là nhiều đầu sản phẩm còn đang được chờ bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây, nhà mình tham khảo dùm em đi nhá. Đấy, đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào để lại bình luận, để lại comment đi. Hai số điện thoại 0347 701 777 và 0343 540 99 thì em đã để trên màn hình rồi nhá. Gọi cho em 24/7 này, bắt máy 24/7 không kể ngày thứ bảy và chủ nhật này. Đấy, hân hạnh phục vụ chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, các bác nào mà đang quan tâm đến dòng ASEAN này đấy, đời lẻ 9 đời 10, tham khảo giùm chiếc này. Hyundai ASEAN 2009, động cơ 1.4 số sàn nhập hàn nguyên chiếc. Cơ tiền gửi chị quý vị nhà mình là 170 triệu đồng. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp náp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. 170 triệu đồng Hyundai ASEAN 2009 ạ. Vâng, chào bác Trần Chính này, chào bác Chi Lê, chào bác Trần Bình, chào bác Vũ Lưu, chào toàn thể những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc, cho ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cho em xin một nút like, một nút chia sẻ đi gia đình ơi, không mất tiền quý bà cả, lan tỏa buổi livestream mình nữa đi gia đình ạ. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều. Grandtra 209 xin gửi đến đại gia đình nhà mình với cửa tiền là 135 triệu đồng nhá. 135 triệu đồng thôi. Grandtra 209 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, bác cho em xem mẫu 7 chỗ. Ok anh, để em quay mẫu 7 chỗ cho anh nhá. Anh cùng tham khảo giùm em này. Đây, 7 chỗ đây, tham khảo trước giùm em này. Toyota Innova 2007 175 triệu đồng. Đấy, gửi gia đình nhà mình này. Một động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 175 triệu đồng. Máy số, keo chỉ, sơn si thì còn chất, còn đẹp, biển 29 đây, Hà Nội phố nhá, 175 triệu đồng. Thành chiếc Toyota Innova 2007 vừa rồi. Tiếp theo đây gửi đến chị quý vị nhà mình một chiếc Vivante nhá. Vivante đời 2008 này, động cơ 2.0 số rộng, 193 triệu đồng nhá. Đấy, mang nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ 34A đây, Hải Dương 4101 ngập lụt này. 193 triệu đồng, đăng kiểm thì còn dài, đến tháng 12 năm 2022. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Một chiếc xe 7 chỗ tầm trung cho gia đình mình cùng tham khảo đây ạ. Đây là hai chiếc 7 chỗ này. Đấy. Còn Y10 này tư vấn rồi này. Đấy. Tiếp theo đây, chiếc máy quay em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Getz đây. Hyundai Getz 2009, động cơ 1.0 số sàn này,
bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu nhỏ gọn đến từ nhà Hyundai đây. Biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây, 4 số 1 chỗ từ đầu. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. 145 triệu đồng cho anh chị quý vị mà mình đang quan tâm mẫu Hyundai Getz này nhá. Đấy, tham khảo dùm em đi gia đình ơi. 145 triệu đồng ạ. Vâng, chào tất cả bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Vâng, chào bác Xuân Hòa này. Chào bác Phước Nguyễn này. Chào bác Chiến Giáp, xem bên mình bao tiền thì trả góp. Vâng, xe em với tầm tài chính là 300 triệu đồng trở lên, hoặc là những chiếc xe từ đời 2014 trở lên thì đã hỗ trợ trả góp nhá. Vâng, lãi suất là 0,8%. Anh Chiến Giáp mà là quan tâm dòng nào bên em này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Đấy, để em tư vấn thêm cho anh về những thủ tục trả góp cho anh nhá. Vâng, chào bác Đỗ Thảo, chào bác Mi Trần Văn, chào bác Trần Thị Thu Hoàng này, chào bác Khúc Công này, chào đại gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Hyundai Getz 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình, đây một chiếc sedan hai đầu đây. Genta 2008 này, động cơ 1.5 số sàn. Cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, sơn xi chất nhá. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy. 1.6 số sàn, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Giá còn bớt còn thương nợ cho chị quý mình đang quan tâm ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không bạc gì cả để lan tỏa buổi live stream này hơn nhá. Đấy, nhưng mà là quan tâm cứ gọi điện trực tiếp cho em qua hai số Zalo này đang lên để trên màn hình này. 0347 701 77, 0343 540 999, hoặc đến trực tiếp cho ô tô đầu mối Hải Dương được tư vấn miễn phí, xem xe và chạy thử xe không mất tiền ạ. Nhà mình ai đang quan tâm dòng Kia Morning với tầm tiền 190 triệu đồng này, tham khảo giùm em chiếc này này. Kia Morning 2009, động cơ 1.0 số sàn, nhập Hàn, 190 triệu đồng với lớp sơn màu trắng rất đẹp đây. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp này, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da, điều hòa đông lạnh hai chiều rét buốt luôn. Đấy, cửa tiền gửi đến gia đình mình là 190 triệu đồng. Nhà mình có Ford không bác? Ồ, anh chị Giao ơi, nhắn tin trực tiếp qua phát em nhé, để em tư vấn thêm cho anh về những dòng xe anh đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Huy Toàn, chào bác Trần Chính này, chào đại gia đình, chào ô tô đồ của Hải Dương nhà mình ạ. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền là 115 triệu đồng thôi. 115 triệu đồng. La Chetti 2009, động cơ 1.5 số sàn này. Hơn 100 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nhà mình đã có một chiếc sedan hai đầu màu đen rất lịch sự này. Đấy. Tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình nhá. Xe đang mang biển 36 Thanh Hóa đây. Quê hương các anh hùng dân tộc đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. La răng đúc lốp đáp đẹp, 115 triệu đồng. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn phục vụ gia đình mình thôi. Đấy, tiếp tục đến dòng 7 chỗ này, nhà mình tham khảo dùm em này. Vivante 2008, 155 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. La răng đúc lốp đáp đẹp. Đấy, xin nhan trên sườn xe đang kèm còn dài, đang kèm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da theo xe nhá. Đầu đài màn hình này, cam nồi cam hành trình đầy đủ cả rồi. 155 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. 2.0 số sàn. Đấy, vừa rồi là khá nhiều dòng 7 chỗ này. Đấy, số sàn một đầu này. Anh chị quý vị mình ơi, sedan hai đầu phân khúc hạng B, La Chetti Sedic 2010 đây. Đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.6 số tự động này. 1.6 số động phân khúc hạng C, mật chỉ có 255 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố này. Đấy. Sơn xi máy số keo chỉ thì còn zin. La răng đúc 17 inch mỗi bánh này, có phanh đĩa ABS. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy. Option cửa sổ lóc trời trên cao đây. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Đấy. Nội thất ghế ra theo xe này, vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí an toàn và nút điều khiển trên vô lăng nhé. Bản này là bản nhập Hàn xuất Trung Đông này. Đấy, bản Sedic chiếc máy của em đây này. Nhập Hàn xuất Trung Đông, 8 túi khí xin gửi gia đình của mình, 255 triệu đồng. Đấy, bên em còn một chiếc La Chetti Sedic nữa nhé.
cũng với khung tiền 255 triệu đồng đấy. Giữ máy quay đi, theo dõi hết buổi livestream này với em. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Lanetti CX 2010. Tiếp theo đây, em xin giới thiệu đến chị quý vị và các bạn nhà mình. Đây, Y10 màu trắng đây, mẹ mắng cũng mua đây. Đời 2014, đăng ký là bánh năm 2016. Cờ tiền gửi chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng. 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy, la răng sắt theo xe này, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. 195 triệu đồng cho anh chị quý mình cùng tham khảo, cùng quan tâm ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây. Tầm tiền anh quanh 200 triệu, 300 triệu cho gia đình mình cùng tham khảo nhé. Đấy, những bác nào mà công nhân viên trước này, thu nhập vừa và khá thôi là đã có ô tô đi, ô tô di chuyển rồi, phục vụ nhu cầu gia đình mình ạ. Cứ nhắn tin qua em đi. Đấy, hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Có hỗ trợ trả góp nhé. Vừa là một chiếc Hyundai Grand i10 2014 bản tiêu chuẩn này. Trước máy quay em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký là bánh năm 2016, bản đồ full kịch này. Thì nhà mình cùng xem với em bản đồ full kịch có những gì nào. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng 2 bét. Xin nhan trên gương, cương kính cụp xòe điện này. Đấy, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng và có nút điều khiển này. Có đề lổ sờ tao tốp nhá. Đấy, đề lổ sờ tao tốp này. Màn hình đầu đài theo xe 240 triệu đồng xin gửi đến gia đình nhà mình ạ. 240 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ trước máy của em đây. Anh chị quý vị nào mình đang muốn chọn cho mình một dòng 4-5 chỗ quốc dân này, tham khảo em dòng Hyundai i10 đi. Đấy, máy số điện đó rất là lành. Đấy, phụ tùng thay thế thì luôn có sẵn, tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ 2014 vừa rồi, em xin giới thiệu đến chị quý vị nhà mình Lacetti 2010, đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.6 số sàn. Đấy, 5 chỗ ngồi, 196 triệu đồng xin gửi gia đình mình ạ. Đăng kiểm thì còn dài này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da đây, nội thất ghế da màu lông bò nhá, màu lâu đây. Đấy, đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm còn nửa năm nữa. 190 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Đấy, vừa rồi cũng đã giới thiệu khá nhiều đầu xe nhá. Đấy, khá nhiều gần 60 đầu xe gia đình rồi. Có những thắc mắc nào về đầu xe nào, dòng nào để lại bình luận cho em đi, để em tư vấn trực tiếp trên bức sóng này, livestream ngày hôm nay cho anh chị quý vị mình ạ. Genza 209, 135 triệu đồng cho em mình cùng tham khảo nhá. Xe này mang nước sơn màu đen này. Đấy, la răng đúc thì được trang bị 4 bánh này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Cặp đèn pha đây, công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất ghế da theo xe nhá. 135 triệu đồng cho gia mình cùng quan tâm nhá. Đăng kiểm thì còn dài này. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Cam lồi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. 135 triệu đồng. Cạnh chiếc Hyundai, cạnh chiếc Genza 2009 rồi. Nhà mình tham khảo dùm em này. Hyundai Grand i10 bản đồ 2014 ạ. Hyundai Grand i10 bản đồ 2014, động cơ 1.0 số sạc 5 chỗ ngồi. Cơ tiền gửi chị quý vị mình Hyundai Grand i10 bản đồ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương là 245 triệu đồng. Đấy, giá bao rút hồ sơ cho gia đình mình còn cùng quan tâm nhé. Là răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan trên gương này, gương kính cụp xoay điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 245 triệu đồng. Vâng, chào bác Quy Trường Quan, chào bác Nguyễn Tường, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Khánh Nguyễn, chào bác Bình Tiến Bình, chào bác Phước Thắng Nguyễn này, chào bác Đức Lê, chào bác Xuân Hòa, chào bác Giáp Chiến. Chào tất cả những chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe này đến toàn thể anh chị quý vị các bạn trên ba miền của Tổ quốc này. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Vâng, qua làn sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi gia đình ơi. Đấy, giá cả thì vô cùng hợp lý thôi, lanh quanh đâu đó chỉ có 300-400 triệu thôi. Tiếp theo đây xin gửi đến chị quý vị nhà mình một dòng xe đến từ Nhật đây. Mazda 626 2005, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, nhà mình cùng quan sát em một vòng em nó đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 245 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Đấy, một chiếc sedan hai đầu này. Đấy, sơn xi chất này, máy mó này, keo chỉ còn zin này, côn số lượt là
45 triệu đồng cho nên mình cùng tham khảo ạ. Toyota Vios bản E 2010 màu vàng cát đây, 216 triệu đồng gửi đến gia đình mình này. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây, 4 mùa không một lụt. Động cơ 1.5 số sàn, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu này. Xe thì trang bị hộp số VVTi này, ăn đầu đó từ 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km đường trường. Con này đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất này. Đấy. Đèn pha còn sáng quắc đây. Giá cả cô vô cùng hợp lý gửi đến gia đình nhà mình, 216 triệu đồng. Đấy, vừa rồi thì em cũng lia máy quay hết một vòng chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Đấy, em xin quan sát xem còn sót đầu sản phẩm nào không để review giới thiệu đến anh chị quý vị mình luôn nhé. Ở đây còn hai mẫu này đây, giới thiệu lốt gia đình mình cùng tham khảo này. Vivante 2008 đăng ký và bánh năm 2010, động cơ 2.0 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi thì còn thất này, còn zin nhá, zin đến 98%, mở cửa tiền chỉ có 158 triệu đồng lên gia đình mình, 158 triệu đồng. Vivante 2010 động cơ 2.0 số sàn, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi, nội thất ghế da theo xe nhá, nội thất theo xe này, trần thì vẫn là trần lỉ theo xe này, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Chê với đất Vivante 158 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Đây, bác nào đang quan tâm một chiếc 7 chỗ này tầm trung gia đình tham khảo rồi em đi, Vivante 2010 đang được bày bán tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương. Đằng sau chiếc Vivante vừa rồi, tiếp đây nhà mình tham khảo rồi em này, La Chetti Cedric 2010 đăng ký lên bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động. Đây, sedan hai đầu phân khúc hạng B, mật chỉ có 255 triệu đồng thôi, tham khảo dùm em đi. Đấy, trang bị option cửa sổ trời trên cao này, cửa sổ lóc trời Panorama này, vô cùng thể thao, vô cùng trẻ trung này. Dòng này thì nổi tiếng với sự đầm chắc này, đi vô cùng êm, vô cùng thích luôn. 255 triệu đồng, 1.6 số tự động ạ. Đấy, thì vừa rồi em cũng lia máy hết một vòng chợ ô tô đồ mối Hải Dương rồi. Đấy, một tiếng livestream đã trôi qua rồi nhá. Nhà mình này tham khảo rồi em đi. Đã thấy ưng mẫu nào chưa, hợp mắt em nào chưa, để lại bình luận, để lại comment đi, hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em để em được tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị mình ạ. Chợ ô tô đồ mối Hải Dương, đấy, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này. Anh chị quý vị nhà mình ai đang có nhu cầu gọi điện trực tiếp cho em qua hai số Zalo này để chấm đỉnh, 0347 701 777, 0343 540 999. Đấy, bắt máy 24/7 không kể ngày thứ bảy chủ nhật nhé. Vâng, thì vừa rồi em cũng giới thiệu hết những đầu xe đang có bên em rồi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại chị quý vị mình trong tại khung giờ 8:03 hàng ngày này, để được em lên sóng báo giá cũng như trò chuyện tương tác gia đình mình. Vâng, muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại chị quý vị mình trong những buổi livestream tiếp theo.